Cô không nghĩ là Mẫn có nhiều tài lẻ vậy luôn á. Giỏi quá. Nghe tiếp nha cô. Ừ. Mẫn ơi, công nhận em hỏi hay thiệt chứ. Gắn lên luôn rồi kìa. Ủa vậy hả cô? Mũi thuyền in một nét mơ hồ, lòe nhòe và bầu sương mù trắng như sữa có pha chút màu hồng hồng của mặt trời chiếu vào. Quang cảnh này giống như chiếc thuyền của chàng Trương Chi, cùng tiếng sáo da diết, ân tình chậm chậm tiến thẳng vào lòng nàng Mỹ Nương. Ước gì cô cũng một lần được nghe tiếng sáo của chàng Trương Chi. À, thì ra là cô thích được nghe thổi sáo. Nhưng mà cô đâu phải là Mỹ Nương đâu cô. Thì cô đã nói là chỉ ước gì thôi mà. Mấy không được cười nữa. Ước gì cô cũng một lần được nghe tiếng sáo của chàng Trương Chi. Cái này nhiêu vậy anh? Cây này hả? Cây này anh lấy 170 đi em. Thôi mắc quá à, cho em gửi lại. Anh bán sáo đúng không? Đúng rồi. Anh lấy cho em cây sáo nào mà hay nhất, xịn nhất của anh đi. Em muốn mua. Thông minh như mình chỉ cần nghe qua một lần là thuộc liền. Cái gì vậy trời? Rồi đó, muốn thổi gì thổi đi, thổi đi. Con đứng đây canh, cho nó thổi cho đã. Khi nào nó thổi cho đã đi, rồi nó vô. Chỗ người ta ngủ mà, thổi hoài. Sao vậy? Mày có biết là mày thổi sáo kỳ lắm không? Mày làm mơ mày tập trung đi quýnh lộn đi, đừng có đụng vô âm nhạc nữa. Đứng ở ngoài thổi luôn đi. Khoan. Ơi, mở cửa ra. Trời ơi trời. Cái thằng nội, chỗ người ta đang yên tĩnh lãng mạn, lại đây thổi thổi cái gì? Biến, biến vô khác, biết một tài quá. Ông chết đi đi ông nội. Gì đâu á. Tôi thổi dở lắm sao mà ai nghe tiếng sáo của tôi cũng sao lánh tôi vậy trời. Thank you.
Ủa, lại là anh nữa hả? Ủa, lại là chú em à? Ờ. Ủa, mua được cái số tốt, ra đây tập thổi sáo đúng không? Tốt cái gì, anh gạt tôi đúng không? Anh nói cái sáo tốt nhất của anh, mà tôi thổi xong, ai nghe cũng xa lánh tôi hết đó. Đâu, đây là cây sáo tốt nhất của tôi rồi đó. Không có mà đâu. Vậy là chắc do chú sổi sao rồi đó. Gạt tôi thì có. Bây giờ chú thổi tôi nghe thử coi. Rồi nghe thử nha. Tôi hỏi thiệt, chú có biết thổi sáo không vậy? Biết chứ, ngày xưa tôi ở trong đội kèn tí hon mà. Trời đất ơi, người ta là sáo, nó đâu phải kèn. Chú phải hiểu là sáo nó khác, kèn nó khác. Chú đừng có gom kèn với sáo lại chung với nhau. Ôi, vậy hả? Ừ. Tôi mở máy tính lên á, tôi coi trên mạng á, tôi học theo đó. Trời ơi, sáo là cả một cái nghệ thuật. Chú phải đặt hết tâm sức vào trong đó, chú mới học được. Thôi, học tiếp đi, tôi đi đây. Ê, anh Khoan. Anh thổi sáo giỏi vậy á, anh có thể dạy tôi thổi được không? Tôi chỉ cần thuộc lòng một bài thôi được rồi. Được, chỉ cần một tiếng siêu phụ thôi, người nghệ sĩ này sẽ trái lòng với chú. Sư phụ tới đi nhậu nha. Hay lắm, chỉ trong một thời gian ngắn mà đệ tử đã học được một bài này khá lắm rồi đó. Đồ ơn sư phụ rất nhiều. Như vậy là bây giờ đệ tử có thể tự tin trình diễn trước mặt cô gái rồi. Đa tạ sư phụ. Rồi, đệ tử như vậy là khá lắm rồi. Ta chúc cho đệ tử thành công mỹ mãn. Sư phụ, vậy tối nay mình có thể hẹn nhau ở đâu để đệ tử có cơ hội mà báo đáp sư phụ? Không cần đâu, nghệ sĩ chúng ta không cần phải đền đáp với nhau. Chỉ cần con thành công mỹ mãn là tại vui rồi mà. Đồ ơn sư phụ. Thôi được rồi, vậy ta đi đây. Tạm biệt đệ tử. Ủa cô Mẫn, em gọi cô ra đây có gì không? Em có món quà muốn tặng cô. Cái gì? Bị đặt mua quà tặng cho cô nữa? Thì em tặng cô mà đâu sao đâu. Đấy, cô lại đây ngồi. Cái gì vậy? Cô không nghĩ là Mẫn có nhiều tài lẻ vậy luôn á. Giỏi quá. Nghe tiếp nha cô. Ừ. Mẫn ơi, công nhận em hỏi hay thiệt chứ. Rắn lên luôn rồi kìa. Ủa vậy hả cô?